Khởi xin chào quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay có chị Linh ở bên Mỹ. Chị Linh ở bên Mỹ nhờ Út Khởi đem 2 triệu cho bà. Lần trước Út Khởi có đến đó mọi người. Bà không chồng không con, bà sống một mình cũng bệnh. Thì Út Khởi đang đứng trong nhà của bà tiếp tục. Chị Linh ơi, em đã đến đây rồi, bây giờ bắt đầu sẽ trao cho bà nha. Xin mời mọi người theo Út Khởi đến đây. Bà nằm nữa rồi, rất là tội nghiệp bà. Bà ơi, con chào bà. Dạ. Bà mệt hả bà? Bà nói sao? Nhức giò hả? Chị Linh ơi, em đến đây rồi. Thì bà ơi, thì ngày hôm nay á, có một cái chị Linh. Chị Linh ở bên Mỹ á bà. Nhờ con là đem 2 triệu lại để gửi tặng cho bà. Với chị Linh có dặn con rằng, chị Linh có dặn con như thế này là chờ trao tiền cho bà mua thuốc bà uống. Chị Linh nói là bà đừng có ăn mặn nha bà. Dạ, ăn mặn sẽ cao máu. Thì chị Linh em đến rồi đó. Trên có Phật trời, dưới đất có sơn thần thổ địa, hai bên gia giá có hai vị thần ghi chép. Xin chứng minh cho lòng thành của con trẻ. Thì ngày hôm nay đúng số tiền chị giao cho em là 2 triệu. Con xin trao cho bà nha bà. Bà cầm giùm con đi. Dạ. Dạ chưa, bà đếm coi đủ 2 triệu chưa? Bà đếm lên cho quý vị khán giả thấy. 2 triệu đủ chưa? Đủ rồi phải không? Rồi bây giờ bắt đầu bà gửi lời cho chị Linh. Cảm ơn cô Linh cho tôi 2 triệu. Tôi cảm ơn cô Linh. Cảm ơn cho tôi mua gạo mua thuốc uống. Mệt quá rồi, nhức quá rồi, chị không nổi. Cảm ơn cô nha. Chúc cô Linh của mình khỏe. Sức khỏe, nhiều may mắn nha không. Hôm cho tôi tiền, cảm ơn cô Linh. Mệt quá rồi. Cảm ơn. Cảm ơn cô Linh. Cảm ơn. Chúc cô mình khỏe. Tôi mang ơn để mệt quá rồi, nhức giò quá trời đi. Dạ, chị Linh ơi, bây giờ nằm không rồi chị ơi, quý vị khán giả ơi. Bây giờ bà mệt quá, bà nằm không rồi. Khóc quá trời rồi, nhức giò quá trời rồi. Trong người bà sao bà nói ra đi bà. Nhức giò, nhức tay chân quá trời mệt. Dạ. Mệt quá rồi. Dạ. Quá gì. 2 triệu cũng ơn, mà ơn cô Linh. Dạ. Mệt quá rồi. Nó không nổi. Dạ. Rồi sáng giờ bà ăn gì chưa bà? Ăn miếng cơm rồi, ăn thuốc rồi. Dạ. Rồi có tiền nè, chị Linh cho bà tiền nè. Bây giờ bà cứ đến bác sĩ bà mua thuốc uống nha bà. Dạ, bà đừng có ăn cái gì đồ mặn nha bà. Chị Linh dặn ăn đồ mặn á là cao máu á bà. Cảm ơn nha. Dạ. Đó mọi người ơi, một không gian nhà. Chết lá cột siêu. Bà ơi, tối giờ bà ngủ được không? Ba đi không ngủ được. Không ngủ được hả? Nhức lắm. Nhức mệt không? Mệt rồi, thì chị qua đi bước thao rồi. Mệt quá rồi. Rồi mệt rồi, bà có lấy thuốc uống mệt không bà? Có chứ, thuốc khỏe rồi, uống rồi. Uống rồi nó đỡ không hay là nó vẫn mệt bà? Uống rồi đỡ. Đỡ rồi già. Mới vô cho nó chuyển qua nè. Nè mọi người, cái cây này nè, cái cây bà đi bà phải cầm cái cây này hả bà? Cầm cây chống một tay chứ. Dạ. Rồi quay.
Rất là tội nghiệp bà mọi người ơi. Không chồng không con bởi vì cuộc sống. Bộ quá trời. Lên máu bà đòn nhiều, nó lên tới nhiêu lận? Lên tới 19. Vậy hả bà? 19. Bữa mệt dữ rồi. Uống hình bao ngày đó là còn lại 10, 15. Dạ. Còn 15. Vô cái mệt nhiều rồi nè, giúp nhất giò người ta mặt này. Đi không được. Rồi ăn nhiễm máu, rồi tới tiền hai tới tiền mà người là hai lá mà hai mừng tư còn sống này có dâu mà giờ càng ép cái sợi dây kinh nó xuống cái giò đi không có được nhưng mà vậy mà cho má nhà mình thương mà không dám mặn. Ăn tương thường chứ kho cũng lạc lạc ăn chứ không mà mặn. Rồi bữa nào cũng ăn cái canh đó không? Phước Tây. Phước Tây quá thử đó. Ngày bốn cử, mai trưa chiều tối. Mệt nữa. Cô cho tôi cho biết ơn cả chừng nào tôi trả hết cho cô. Giờ tôi khổ quá rồi. Nhưng cô khổ. Hoàn cảnh của tôi giờ khổ lắm cơ. Đau bệnh không, không có tiền bạc gì đâu. Giờ cũng mang ơn cô nha. Biết ơn nào tôi trả hết cho cô. Ông chồng, ông con khổ lắm cơ. Đau bệnh ác độc quá ra 4-5 chỗ. Bác sĩ nói trời đất ơi, đau ráo gì, không để cái bệnh nào gì. Tim, gan, nhuận sống, bộ tử, khớp xương, lưu máu. Còn khổ quá khổ ơi, khổ quá trời, khổ giờ khổ, giờ sao khổ. Thì mọi người ơi, đang ngồi cái chỗ bà nè mọi người. Hôm nay bà đi, bà mệt, bà nằm chỗ, bà thở thôi quý vị khán giả ơi. Dẫu biết rằng đời chỉ là vô thường thôi, thì ngày hôm nay con cũng nhận một cái trách nhiệm, cũng là một cái cầu nói. Chào bến bờ yêu thương, giùm cho chị Linh, thì ngày hôm nay chị ơi, chị nhờ em trao 2 triệu cho bà, thì út hờ em cũng đến đây hoàn thành... một cái trách nhiệm chị giao cho. Công đức vô lượng của chị giúp cho bà có được tiền, bà mua thuốc, bà uống, bà mua gạo, bà ăn. Cái công đức đó Phật trời sẽ chứng minh cho chị rất là nhiều. Trong mỗi hoàn cảnh con đến thì lòng lại dùng lại mọi người ơi. Mỗi khi lại đến những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này thì nói sao cho hết nỗi lòng, nói sao cho hết an tình trong cuộc sống này, phải không thưa tất cả mọi người ạ? Chỉ có một cái tình cảm, một tình yêu thương vô bờ bến dành cho nhau mà thôi. Con ngồi ở đây, con chỉ biết chia sẻ tình yêu thương với tất cả mọi người để tâm sự và trải lòng. Thì sáng nay bà ăn với gì bà? Bà kể con nghe cái đi. Ăn cơm với cá kho với canh. Dạ. Bà kể con nghe nha, cho quý vị khán giả nghe nha. Lúc còn trẻ bà làm công việc gì không? Đi cấy. Rồi đi rậu. Dạ. Rồi đi... Người ta thuê hả bà? Người ta mướn bà hả? Mướn đi để đậu, đi cấy rồi đi rập lúa. Dạ. Rồi lặt đậu. Dạ. Rồi bà làm gì là người ta mướn mình theo tiếng hay là mướn bà theo một ngày? Một ngày, mỗi đầu một ngày, 150. Dạ. Còn
ngọt đậu là 20.000 dạ. Dạ. Dạ bà kể đi, bà kể cho con nghe, quý vị khán giả nghe đi. Dạ. Cỏ, rạch đậu, trồng rau, gì, ai muốn gì bằng nấy. Giờ đau nay, 8-9 năm nay không có bằng gì đó. Dạ. Mà giờ muốn bị rạch đậu làm sao à. Giờ mệt quá trời gì. Dạ. Người ta trả gì hả bà? Giống như hồi đó bà đi làm á, ngày nào cũng có việc hay là vài bữa người ta mới kêu bà? Cũng vài bữa kêu chứ đâu có công chuyện nhiều. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Mà ăn hết rồi chưa có đi mần nữa. Dạ. Yeah. Mua gạo, mua nước mắm, muối gì ăn. Dạ. Yeah. Rồi bà lấy thuốc đó là uống một lần là mấy loại luôn á hả bà? Uống ngày quần tháng. Không, một ngày á là uống mấy loại thuốc luôn á hả bà? Ngày uống 4 lần. 4 loại, 4 lần thuốc á, 4 loại. Mơ trưa chiều tối 9 giờ. Dạ. Ngày uống 4 lần. Dạ. Yeah. Mà thấy mệt, mệt cái uống thuốc, thuốc cầu máu lê thêm. Dạ. Yeah. Qua lên vô, qua vô chích 2 mũi thuốc đi, vô chai nước biển. Dạ. Chứ mệt quá chứ không nổi. Dạ. Quý vị khán giả ơi, con cũng tâm sự với bà bao nhiêu lời rồi, bây giờ phải để cho bà nghỉ ngơi á mọi người. Thì một lần nữa con xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ chút ít thời gian ngắn ra để xem video của con. Con chúc tất cả mọi người thân tâm thường an lạc, thư khỏe vô biên nha, lúc nào cũng vui vẻ bình an trong cuộc sống này. Thì con cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bà ơi, bà chào với con nha bà. Rồi, chào tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Yeah. Cô.